Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cài đặt cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Cái gì đáng nhẽ đến cũng phải đến thôi anh em. NetEase đã chính thức thông báo đóng cửa HyperRun sau khi mà bị Riot Games kiện. Vậy là con game này ra mắt cũng phải được tròn năm rồi đấy anh em ạ. Game này thì được quảng bá rất nhiều đến từ NetEase và cũng được sự quan tâm khá là lớn từ cộng đồng game thủ yêu thích tựa game Valorant. Ngoài ra thì cũng yêu thích các cái tựa game bắn súng trên nền tảng mobile. Thật là thú vị luôn anh em. Dành cho anh em nào chưa biết về tựa game HyperRun thì đây là một cái con game bắn súng giống, nói chung là cũng giống y hệt Valorant. Anh em nào chơi Valorant thì anh em sẽ biết con game này nó giống đến như thế nào rồi, và anh em nào cũng đã từng trải HyperRun thì anh em sẽ thấy là vì sao mà con game này lại thông báo đột ngột đóng cửa đến từ NetEase. Do là cái tựa game HyperRun này nhái hầu như là 99% tựa game Valorant, chính vì thế là khiến cho Riot Games cực kỳ cay cú. Ngoài ra thì con game này cũng phải hủy đi thôi để mà chuẩn bị dọn đường cho cái phiên bản chính chủ đến từ Riot Games, Valorant Mobile. Chắc chắn là sắp tới thì sẽ có cái thông tin về cái tựa game này thôi. Đây là cái bước đầu tiên để mà chào đón Valorant Mobile đây anh em ạ. Không thể nào mà để một con game nhái y hệt như cái phiên bản PC sống sót trên nền tảng mobile được. Nó sẽ khiến cho Valorant Mobile gặp trở ngại. Thực ra thì trở ngại nó không nhiều đâu, tại vì là hàng real thì bao giờ nó cũng sẽ ngon hơn rất nhiều hàng nhái mà anh em. Đây chỉ là cái bước đầu tiên. Và sắp tới thì chúng ta sẽ chờ đợi cái thông tin chính thức từ Valorant Mobile. Và trước mặt anh em đây chính là cái bài viết đóng cửa tựa game HyperRun trên chính cái fanpage của tựa game này. Đăng 21 giờ trước và chúng ta có được 1.000 người tương tác này với 400 hơn bình luận và 565 lượt chia sẻ. Rất là hài hước. Ok. Nói chung là nhiều anh em đoán được rằng HyperRun sẽ sớm bị đóng cửa thôi. Tại vì Riot Games thì có bao giờ để cho những cái tựa game nhái sống sót bao giờ đâu anh em. Chính vì thế là không sớm thì muộn con game này cũng sẽ phải nói lời tạm biệt. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng dịch cái bài tạm biệt này xem là nó có cái gì hấp dẫn hay không. NetEase thì là một trong những cái nhà phát triển game phải nói là thánh nhái rồi anh em ạ. Nhiều anh em chơi game thì anh em sẽ biết NetEase như thế nào. Cứ có game nào mới nộ diện cái là NetEase người ta đã chuẩn bị phát hành cái tựa game nhái rồi. Rất là bần cười và cũng nói chung là NetEase thì nó cũng khá đẳng cấp đấy anh em ạ. Chứ không phải là ai cũng có thể là dễ dàng mà làm nhái nhanh đến như vậy đâu. Cụ thể cái bài viết này có cái nội dung như sau. Với tất cả các trái tim, chúng tôi xin lỗi phải thông báo với bạn rằng chúng tôi sẽ đóng cửa tựa game HyperRun và các cái máy chủ của nó để mà ngừng hoạt động vào 8 giờ giờ UTC cộng 0 ngày 10 tháng 4 năm 2023. Và hiện tại thì con game này đã chính thức die rồi. Đây giờ anh em chỉ còn vài ngày nữa là chính thức đóng cửa server theo giờ UTC cộng 0 em nhé. Việt Nam mình là cộng 7. Đấy anh em có thể là tính là cái giờ để mà tính toán cái việc mà trải nghiệm tựa game này. Bạn sẽ vẫn có thể tiếp tục chơi trò chơi và truy cập nội dung trò chơi hiện có cho đến thời điểm máy chủ đã tắt. Để bảo vệ cái quyền lợi riêng tư và an ninh của người chơi, dữ liệu tài khoản, dữ liệu nhân vật và các cái thông tin khác của bạn sẽ bị xóa khỏi cái máy chủ và sẽ không hoạt động nữa. Chúng tôi tự hào về cộng đồng được hình thành xung quanh HyperRun. Cảm ơn tất cả các bạn vì sự ủng hộ và tình yêu của các bạn trong thời gian này. Chúng tôi sẽ luôn nhớ những cái khoảnh khắc đẹp đã trải qua cùng nhau. Nói chung là ở phía dưới này thì nó chỉ là kiểu là nhắc lại cái hoài niệm quá khứ thôi. Sau đó thì chốt một câu là chúng tôi sẽ luôn lưu giữ cái khoảnh khắc này. Đấy, thế là hết thôi. Chỉ có thế thôi anh em nhé. Dữ liệu sẽ bị xóa, còn không biết là những cái người nạp vào game này thì sẽ ra sao, chưa có cái thông tin gì cả. Chắc là sắp tới thì nó sẽ có cái thông báo thôi anh em ạ. Ở phía dưới đây thì rất là nhiều những cái comment, toàn là ở cái nước quần què nào ấy. Đây có phải là một thứ ngu ngốc tháng 4? À, vừa rồi là cả tháng 4. Người ta đang tin rằng đây là thông tin cả tháng 4 chứ không phải là thật. Nhưng mà chắc chắn nó là thật rồi. Không có cái cả tháng 4 nào mà nhà phát hành game lại thông báo đóng cửa game cả. Ok, nó thực sự nâng cao kỹ năng của tôi trong việc bắn súng. À, nói chung là game này thì cũng khá là mượt và cũng khá là xịn nha anh em. Không phải là game nhái nó rởm đâu mà game nhái này nó cực kỳ xịn luôn đấy.
cực kỳ xịn và cực kỳ đẳng cấp, chơi rất là sướng. Ở đây thì đang kêu refund này. Đấy, rất là nhiều những cái hình ảnh của người chơi. Và vừa rồi hình như nó có cái giải đấu cơ mà anh em. Con game này nó có cái giải đấu cơ, giải đấu quốc tế cơ anh em ạ. Xịn đến như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì cũng phải đóng cửa thôi anh em nhé. Ok, và đó là toàn bộ các thông tin về tựa game Hyperrun sẽ bị đóng cửa toàn cầu để mà chuẩn bị dọn đường cho Valorant Mobile chính chủ từ Riot Games. Sau khi mà anh em xong video này thì có suy nghĩ gì về thông tin trên, hãy comment bên dưới giúp mình nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ đợi đến cái bản chính chủ của Riot Games để mà trải nghiệm bản chính chủ luôn anh em nhé. Rất là mong là sẽ sớm có cái thông tin về cái tựa game Valorant Mobile. Deploy. They're batting down the hatches. The void. Double kill. One enemy remaining. One ally left. Round start. Triple shot. Return to me, my hero. Blowing it up. Nemesis is here. Double kill. One ally left. Star Core deployed. Let's say hello to everyone. Triple kill. One enemy remaining. Round one. Round start. Scouting time. In zone B. Blizzard incoming. Power of thunder. Embrace the cold. Triple explosion. Star Core deployed. They're batting down the hatches. I walk in the darkness. Return to me, my hero. Wait. None shall fall with Mia nearby. Đam mê mô hình anime là một trong những cái thú vui của rất là nhiều anh em, trong đó có cả mình nữa. Và chính thức mình sẽ sử dụng cái đam mê đó để mà kinh doanh mô hình anime. Từ Dragon Ball, Naruto đến One Piece, từ Học viện Siêu Anh Hùng đến Genshin Impact, vân vân.
rất nhiều những cái mô hình sẽ được gửi đến anh em. Hãy ủng hộ mình bằng cách truy cập vào link shop, fanpage shop DD Fix Gear Store hay là Facebook cá nhân của mình dưới phần mô tả của video và phần comment của video để mà chọn lấy những cái mô hình chất lượng tinh xảo với cái giá cực kỳ học sinh và sinh viên. Cảm ơn anh em rất nhiều nha.